À vâng, để trở lại với chương trình Gia Bình cùng với Hồng Phúc xin được gửi đến tất cả quý vị với bài tân cổ đồng mang tên Mưa Trên Phố Huế với tiếng đàn của nhạc sĩ Văn Trọng. Xin mời em, lâu lắm mới gặp lại. Xin mời em đàn anh hát bài. Thế thì cho Văn Trọng một tràng pháo tay. Giờ đây người
mình phụ chân lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thầm, ai thương ai cảm thuyền, ai lơ lửng trên sông, nghe cầu mai đây mà tránh lòng nhớ thương. Dạ xin cảm ơn rất nhiều. Dạ xin cảm ơn sự lắng nghe và những cành hoa của quý vị rất nhiều.